Ôi, chào các tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video thì rất lâu rồi. Đấy, trong thời gian này hết hàng, dòng keo giữ gần loa hết hàng nhá. Các bác gọi về hàng em rất nhiều. Thì em đợt này em về được 1.000 nọ luôn. Em đặt số lượng đợt này 1.000 nọ keo giữ gần loa cho các bác luôn. Đặng Tín Audio, đây là dòng keo giữ gần loa mà loại độc quyền của bên em. Đậm đặc nhá. Đối với dòng keo này thì em không giống lại bất kỳ loại keo nào khác thị trường đâu. Đây dòng loại đậm đặc của bên em, còn loại trên thị trường nó lại loảng loảng, em không nào. Thì lần này em về là 1.000 nọ để dưỡng vào những cái dòng cân này. Loa này bắt đầu dùng 125. Đấy, hoặc là bắt đầu làm sự kiện đấy, loa súp, loa full muốn dưỡng lại cân. Đấy, hoặc là bắt dùng gia đình, loa full muốn dưỡng lại. Thì bác dùng một loại này, có thể dùng nếu một cái loại này bác dùng có phải 10, 20 đôi không hết được. Vì loại này đậm đặc quá, chỉ cần quét một lần hoặc đến hai lần là cùng. Quét một lần ngày hôm trước một lần. Nếu hôm sau muốn làm nó đậm hơn thì quét thêm một lần nữa. Đây sẽ tặng cho một cái chổi nữa để qua quét. Nhớ dòng đậm đặc. Và tất cả bác là mua thì vui lòng nhắn tin qua số thoại cho em 0388916832, cái số điện ghi vào đầu bài ấy. Tất cả bác là mua chỉ cần nhắn tin cho em họ, tên, địa chỉ cụ thể thôi là chốt nọ keo này. Giá là 180.000 một nọ này. Chỉ có 180.000 một nọ này thôi. Bác thể dùng 10 năm đôi thoải mái luôn. Bôi 10 đôi thoải mái luôn. Chỉ có 180.000, có bảo vệ tất cả gân này. Trong thời gian là sử dụng cái gân này nó sẽ bị khô và tiếng bã sẽ bị cứng. Bác bôi keo này vào này sẽ làm mềm gân, dưỡng gân và tiếng bã sẽ mềm hơn rất nhiều. Đấy, thường thì các bác cứ tầm 6 tháng hoặc 1 năm bôi một lần. 180.000 một loại sẽ tặng cho các bác cả một cái chổi sơn để bác quét nữa. Đấy, tặng cho các bác cả một chổi sơn nữa. 180.000 một loại này, keo dưỡng gân loại đậm đặc luôn. Được chưa? Loại đậm đặc. Bác nào mua thì cần nhắn tin cho con số thoại 0388916832. Các bác chỉ cần nhắn tin cho họ, tên, chỉ cụ thể thôi. Vì cái số này số phụ kiện em ít khi nghe máy được. Các bác cứ nhắn tin họ, tên, chỉ cụ thể là chốt lọ keo. Đấy, số phụ kiện này các bác ghi là chốt lọ keo 0388. Nhắn qua số này 0388916832. Là sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác 180.000 một lọ thôi. Các bác theo dõi video của bác cho kênh Đặng Tín Audio Sim Online nhá. Một bác để bên Đặng Tín Audio Sim Online nào. À, một bác để cho Sim Online và nhấn đăng ký kênh đỏ dưới cho em nhá. Hãy cho Sim Online 180.000 một lọ keo giữa cơn hoa, loại đậm đặc này. Tất cả bác nào mua chỉ cần nhắn tin cho em thôi nhá, chỉ cần nhắn tin họ, tên, chỉ cụ thể thôi. Qua số điện thoại 0388916832. Cứ nhắn tin là sẽ có nhân viên chốt đơn được các bác. Đấy, vì cái số phụ kiện này em nói rồi này, em rất ít khi nghe máy được. Đấy. Bác quét vào những cái gân loa này thực sự là rất là tốt. Sau thời gian sử dụng là bắt đầu gân nó sẽ mủn hoặc gân nó sẽ bị khô, tiếng bã sẽ bị cứng. Đấy, bác sẽ quét vào đây. Và em nhắc lại đây là loại đậm đặc với anh em nhá, chỉ có 180.000 một lọ này thôi. Và tặng cho bác một cái chổi này về bác quét. Tất cả bác nào mua cần nhắn tin cho em họ, tên, chỉ cụ thể thôi nhá. Qua số điện thoại 0388916832 để quét thử bác xem này. Đây, quét thử một tí cho bác xem. Cái này thì cái cân này thực ra nó chưa bị gọi là chưa bị lão hóa thì thôi, cứ quét thử cho bác xem một lần thôi. Đây. Có 180.000 thôi. Tất cả bác nào mua thì cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em. Tất cả bác nào mua cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em nhá. Đó, số điện thoại đây. Cứ nhắn tin qua số này cho em. Đây, xem mở bác xem này. Rất đậm đặc luôn. Chứ không phải là mấy cái loại loãng đâu nhá. Chỉ có 180.000 thôi. Rất đậm đặc luôn. À, quét cho bác xem. À, rất đậm đặc này. Quét vào đây này. Bác nhìn quét này. Quét lên đâu này. Sẽ đặc cái đấy luôn. Cái gân này nó chưa bị khô lắm. Thì em cứ quét lên cho bác biết này. Đây này. Đấy. À, cứ quét đi. Quét đều. Bác quét đều là sao? Đều hết. Quét đều hết đi. Nhá. Quét đều hết. Xong là bác để. Nếu mà muốn quét thêm lần nữa thì để khoảng một ngày. Cho nó yên tâm, cho nó khô hẳn keo thì mình quét thêm lần nữa là bác dùng thoải mái luôn. Không bao giờ cái gân loa nó bột thì hiện tượng nó bị khô hay bị tiếng bát nó không mềm. Đấy, đây là một cách, chỉ có 180.000 thôi. Em nhắc lại đây là dòng keo đậm đặc với anh em nhé, không phải là dòng keo loảng loảng đâu nhá. Đậm đặc luôn. Rồi, và chào các bác nhá, hẹn gặp tiếp theo nhá.